Tỷ phú Anh háo hức với chuyến tham quan tàu Titanic trước khi mất tích. 24 giờ trước khi tàu lặn mất tích, tỷ phú Hamish Harding đăng thông điệp bày tỏ phấn khích về cơ hội hiếm hoi được tham quan xác tàu Titanic. Tỷ phú Hamish Harding, 58 tuổi, là doanh nhân người Anh sống tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, chủ tịch Action Aviation, công ty môi giới máy bay quốc tế có trụ sở tại Dubai. Ngày 18 tháng 6, ông thông báo sẽ tham gia tour sứ mệnh Titanic do OceanGate Expedition tổ chức với tư cách là một chuyên gia sứ mệnh, thuật ngữ được công ty này sử dụng để chỉ khách tham quan. Do Newfoundland đang trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất trong vòng 40 năm, đây có thể là sứ mệnh đầu tiên và duy nhất để tới tham quan tàu Titanic trong năm 2023. Ông Harding viết trên mạng xã hội. OceanGate Expedition tổ chức tour ngắm xác tàu Titanic từ năm 2020 với chi phí khoảng 250.000 đô mỗi người. Du khách sẽ xuất phát từ thành phố St. John trên đảo Newfoundland của Canada tới vị trí xác tàu Titanic, sau đó dùng tàu lặn Titan để xuống đáy biển. Mỗi chuyến lặn và trồi lên của tàu Titan kéo dài khoảng 8 giờ. Thời tiết vừa đúng lúc thuận lợi, hôm qua chúng tôi bắt đầu di chuyển từ thành phố St. John's và dự kiến bắt đầu chuyến lặn vào 4 giờ sáng mai. Cho tới lúc đó, có rất nhiều công việc cần phải chuẩn bị và bàn giao, tỷ phú Harding cho biết thêm. Sáng 18 tháng 6, tài khoản Twitter của Action Aviation chia sẻ hình ảnh của Harding trên tàu nghiên cứu Polar Prince. 4 giờ sáng nay trên tàu thám hiểm Titanic, sứ mệnh số 5, Trích Bảy Đăng. Tàu đã hạ thủy thành công và Hamish đang lặn. Hãy theo dõi để cập nhật thêm tin tức. Ông là một trong 5 người lên Titan, con tàu lặn để đưa du khách tham quan xác Titanic. Brian Stark, con riêng của vợ Harding, xác nhận thông tin cha dượng mất tích trong chuyến tham quan bằng các bài đăng đề nghị mọi người cầu nguyện cho ông trên mạng xã hội. Xin hãy cầu nguyện cho bố dượng tôi, ông Hamish Harding, vì tàu lặn của ông đang mất tích trong chuyến thám hiểm Titanic. Stark viết vào ngày 19 tháng 6, chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đang được thực thi. OceanGate Expedition, công ty vận hành và cung cấp tour tham quan xác Titanic, đã liên lạc với lực lượng tuần duyên Mỹ tại Boston chiều ngày 18 tháng 6 khi tàu lặn không quay về tàu mẹ theo thời gian đã định. Richard Gariot de Cailleux, chủ tịch câu lạc bộ thám hiểm nơi Harding là thành viên hội đồng quản trị, chiều 19 tháng 6 ra tuyên bố xác nhận tỷ phú này có mặt trên con tàu mất tích. Khi gặp Hamish tuần trước tại hội nghị thám hiểm toàn cầu, tôi thấy ông ấy rất phấn khích về chuyến đi lần này. Tôi hiểu ông ấy đã trông đợi được nhiều nghiên cứu khu vực này từ lâu, Gariot de Cailleux nói. Tất cả chúng tôi đều hy vọng tàu lặn sẽ được tìm thấy càng nhanh càng tốt, mọi người trên tàu sẽ an toàn. Chuyển đô đốc John Mauer của tuần duyên Mỹ cho hay tàu lặn có khả năng duy trì oxy trong 96 giờ trong trường hợp khẩn cấp. Hiện chưa rõ thời điểm tàu Titan mất kết nối, nhưng Mauer chiều tối 19 tháng 6, tức sáng 20 tháng 6 theo giờ Hà Nội, ước tính lực lượng cứu hộ chỉ có khoảng 70 giờ để tìm thấy tàu lặn. Chúng tôi đang tận dụng thời gian, nỗ lực từng giây từng phút để xác định vị trí con tàu, ông nói. Thiếu tá về hưu John Mixon từng làm việc trong lực lượng tuần duyên Mỹ và tham gia các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ngoài khơi, cho hay những phương tiện như tàu lặn Titan không được thiết kế cho hoạt động dài ngày. Việc tàu lặn mất liên lạc đột ngột như vậy là dấu hiệu cho thấy có chuyện gì đó đã xảy ra rất nhanh và bi thảm với nó. Trước chuyến thăm lần này, Harding từng tham gia sứ mệnh Blue Origin khám phá vũ trụ bằng tên lửa New Shepard của tỷ phú Jeff Bezos hồi tháng 6 năm 2022. Kịch bản đen tối với tàu lặn mất tích khi tham quan xác Titanic. Cựu thành viên tuần duyên Mỹ cho rằng tình huống với tàu lặn mất tích trên Đại Tây Dương khi tham quan xác Titanic cực kỳ nghiêm trọng và đen tối. Theo tôi được biết, các tàu này không được thiết kế cho mục đích du ngoạn tầm xa và kéo dài nhiều ngày. Thiếu tá về hưu John Mixon từng làm việc trong lực lượng tuần duyên Mỹ và tham gia các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ngoài khơi hôm 19 tháng 6 cho hay. Bình luận của ông đề cập việc tàu lặn tên Titan do OceanGate Expedition vận hành và cung cấp tour thăm xác Titanic bắt đầu lặn xuống Đại Tây Dương sáng sớm 18 tháng 6 và mất liên lạc với tàu trên mặt nước. Chưa đầy 2 giờ sau đó, tàu được cho là chở 5 người, trong đó có một lái tàu. Bởi vậy, sự việc có kịch bản cực kỳ đen tối và không dễ chịu chút nào. Rất nhiều người đang hy vọng và cầu nguyện, ông nói thêm. Tình huống này cực kỳ nghiêm trọng, nhưng nó vẫn được coi là nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, mang lại hy vọng cho nhiều người, trong đó có gia đình và bạn bè của những người trên tàu, Mixon cho hay. Lực lượng tuần duyên thành phố Boston, bang Massachusetts đang dẫn đầu nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Giới chức vẫn chưa thể xác định vị trí của tàu lặn, chuẩn đô đốc John Mauer của tuần duyên Mỹ chiều tối 19 tháng 6, sáng 20 tháng 6 giờ Hà Nội cho biết, theo thông tin từ nhà vận hành, tàu có lượng oxy khẩn cấp đủ cho 96 giờ, nhưng hiện còn khoảng 70 giờ hoặc nhiều hơn. Thật khó nói điều gì thực sự đã xảy ra khi bị mất liên lạc hoàn toàn như vậy. Đây không phải là tình huống thông thường. Rõ ràng có chuyện gì đó đã xảy ra rất nhanh và bi thảm, ông Mixon suy đoán. Theo ông, chiến dịch cứu hộ dưới nước có thể là thử thách rất khó khăn, dù tuần duyên hải quân có khả năng phát hiện, thu hồi tàu lặn. Tại thời điểm này, những người tham gia tìm kiếm cứu nạn vẫn mong chờ kết quả thuận lợi, tức là kỳ vọng tìm được người sống sót vẫn chưa qua mốc 36 giờ kể từ khi sự việc xảy ra. Tôi tin vẫn còn hy vọng, ông nhấn mạnh. Tuần duyên Mỹ thông báo họ đang tìm kiếm trên khu vực cách Cape Cod, bang Massachusetts khoảng 1.450 km. Tuần duyên Canada cũng triển khai máy bay và tàu hỗ trợ. Tàu chở khách Titanic bị chìm sau khi đâm phải núi băng trôi vào năm 1912, khiến 1.514 trong tổng số 2.224 người trên tàu không qua khỏi. Xác Titanic được tìm thấy năm 1985 ở độ sâu gần 4.000 m, cách Newfoundland của Canada khoảng 600 km. Kể từ đó, nhiều nhà khoa học và đoàn thám hiểm chuyên nghiệp đã tiếp cận khu vực này. OceanGate Expedition hồi năm 2020 công bố tour du lịch ngắm sắc tàu Titanic với chi phí khoảng 250.000 đô la Mỹ mỗi người. Tàu lặn thường chở theo 5 người, gồm 1 người lái tàu, 3 hành khách và 1 người được công ty mô tả là chuyên gia về nội dung. Tàu lặn có dự trữ năng lượng hạn chế nên nó không thể tự rời cảng và quay lại, mà cần một tàu mẹ đưa nó đến vị trí và thu hồi nó. Trong các chuyến tham quan, Titan được một tàu đưa tới vị trí xác Titanic từ thành phố St. John's trên đảo Newfoundland. Một lần tham quan bao gồm cả lặn xuống và trồi lên của tàu lặn kéo dài khoảng 8 giờ. Mỹ, Canada chạy đua tìm tàu ngầm chở tỷ phú mất tích khi tham quan xác tàu Titanic. Mỹ và Canada điều nhiều tàu máy bay tìm kiếm tàu ngầm mất tích khi tham quan xác tàu Titanic ở Đại Tây Dương. Theo Reuters, ngày 20 tháng 6, tỷ phú Anh Hamish Harding nằm trong số những hành khách trên tàu ngầm bị mất tích khi tham quan xác tàu Titanic, trong khi Mỹ và Canada đang nỗ lực tìm kiếm. Ông Harding, 58 tuổi, là doanh nhân Anh sống tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE). Ông là nhà sáng lập Action Group và chủ tịch Action Aviation, công ty môi giới máy bay quốc tế có trụ sở tại UAE. Tỷ phú này từng tham gia sứ mệnh One More Orbit hồi năm 2019, lập kỷ lục chuyến bay nhanh nhất giữa hai địa cực. Hiện các tàu máy bay của Mỹ và Canada đang tìm kiếm tàu ngầm mất tích hôm 18 tháng 6 ngoài khơi phía đông nam Canada. Lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết có một lái tàu và 4 hành khách trên tàu ngầm. Con tàu có khả năng lặn trong 96 giờ, nhưng chưa rõ liệu nó vẫn ở dưới nước hay đã nổi lên, nhưng không thể liên lạc. Các tàu và máy bay tìm kiếm tại khu vực cách Cape Cod, bang Massachusetts, Mỹ khoảng 1.450 km về phía đông và thả các phao sonar có khả năng tìm kiếm ở độ sâu lên đến 3.962 m, theo chuẩn đô đốc John Mauer thuộc lực lượng tuần duyên Mỹ. Trước đó, lực lượng tuần duyên Mỹ cho hay tàu nổ Polar Prince mất liên lạc với tàu ngầm Titan. Sau khoảng 1 giờ 45 phút, tàu lặn xuống khu vực xác tàu Titanic vào sáng 18 tháng 6. Một người thân của ông Harding đã viết trên Facebook rằng ông đã mất tích trên tàu ngầm và kêu gọi mọi người cầu nguyện, nhưng sau đó đã xóa bài đăng với lý do tôn trọng quyền riêng tư của gia đình. Ông Harding trước đó đăng trên Facebook cho biết ông sẽ lên tàu ngầm và đoàn thám hiểm ra khơi vào ngày 16 tháng 6. Theo trang web của OceanGate Expeditions, công ty có trụ sở tại bang Washington, Mỹ tổ chức chuyến thám hiểm. Các cuộc thám hiểm có chi phí 250.000 đô la Mỹ, tương đương với 5,88 tỷ đồng trên một người. Chuyến đi khởi hành tại Newfoundland, Canada, trước khi đi khoảng 640 km đến địa điểm xác tàu Titanic. Tàu ngầm Titan có thể chở theo 5 người, mất 2 giờ lặn xuống độ sâu khoảng 3.800 m tại xác tàu Titanic. Tàu Titanic chìm trong khoảng 2 giờ 40 phút sau khi va chạm tảng băng trôi vào ngày 14 tháng 4 năm 1912 khi đang trên đường từ Southampton, Anh đến New York, Mỹ, khiến 1.503 người không qua khỏi, trở thành thảm họa hàng hải được biết đến nhiều nhất trong thế kỷ 20.